Unit 6, revision I sound. Chúng ta sẽ ôn tập lại những từ có âm I của thứ bảy. Alright, thì những từ âm I thì chúng ta đã học hôm thứ bảy, và hôm nay chúng ta sẽ phân loại loại từ của các từ này và viết IPA của các loại từ này. Thì các bạn sẽ xét về nghĩa và chúng ta sẽ chọn xem nó là danh từ, động từ hay là tính từ. Danh từ là những từ thể hiện đồ vật, con vật, sự vật hoặc là sự việc và những cái mà chúng ta có thể chạm vào được. For example, light. Light có nghĩa là bóng đèn. Thì lúc này cái đèn thì chúng ta sử dụng là danh từ vì chúng ta có thể chạm được cái đèn. Và nếu như các bạn dùng nó với nghĩa là nhạc, màu thì chúng ta sẽ coi nó là tính từ. Thì chúng ta sẽ chú thích tính từ ở đây. ADJ. Và IPA của light sẽ là âm đầu tiên âm L, light, âm L, tới âm I, I, light, và âm đuôi T, thì chúng ta sẽ có light. Tương tự như vậy, các bạn cũng sẽ hoàn thành các từ khác, phân loại loại từ và viết IPA của các từ đó. Các bạn để ý cho thầy cái từ cry này nhé, và dice này. Die thì không có âm đuôi nên chúng ta chỉ viết là die thôi. Nhưng mà dice có âm đuôi s, dice thì chúng ta sẽ thêm âm s ở đây. Và cry, cry âm đầu là âm k, thì chúng ta sẽ thêm k vào IPA của nó. We go on number 2, IPA challenge. Các bạn đã tìm ra cái cách viết IPA của các từ này ở trên lớp rồi. Sau khi nghe, chúng ta đã tìm được những từ sau, cách viết IPA của những từ sau. Like của các âm, cách viết IPA của các âm sau. Like, like, try, sigh, buy và might. Vậy thì bài tập về nhà của các bạn sẽ đầu tiên chúng ta sẽ ôn tập các từ vựng âm I và hoàn thành các từ IPA và cũng như loại từ. Nếu như bạn nào chưa hoàn thành trên lớp thì các bạn có thể tham khảo ở đây để mình hoàn thành lại bài của mình ha. Sau khi các bạn hoàn thành xong, các bạn có thể nhìn vào kết quả này để đối chứng xem mình đúng khoảng bao nhiêu câu. Rồi, và với phần âm IPA mà các bạn đã tìm được ở đây, các bạn sẽ tìm ra cái cách viết của cái từ đó. Ví dụ like, thì cách viết từ của nó sẽ là gì? Âm L đầu tiên, âm I rồi tới âm K, thì nó sẽ giống cái từ gì mà chúng ta đã học ha. Và các bạn có thể dựa vào gợi ý trong sách trang số 58 để tìm ra cách viết của các từ này. Và các bạn sẽ cuối cùng các bạn sẽ chọn 6 từ ở phần 1 la mã, 6 từ trong số những từ ở đây. Sau đó các bạn sẽ đặt câu với mỗi từ và gạch chân chú thích chủ ngữ, động từ hoặc là to be nếu có và tân ngữ nếu có.